2023 Việt Nam mong đợi gì tại Doha Cup 2023? Các trận giao hữu với U23 Iraq và U23 UAE là cơ hội để U23 Việt Nam nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm thực chiến khi được va chạm với những đối thủ ở trình độ cao. Trước ngày lên đường dự Doha Cup 2023, huấn luyện viên Philippe Troussi thừa nhận thực tế thiếu sót của U23 Việt Nam. Ông nhấn mạnh, các cầu thủ ra sân quá ít trong 6 tháng qua dẫn đến mất cảm quan thi đấu. Cùng thời gian này, các cầu thủ ở châu Âu có thể đá đến 40 trận. Cảm giác thi đấu không đồng đều giữa các cầu thủ khiến ban huấn luyện U23 Việt Nam tốn nhiều thời gian để uốn nắn, chỉnh sửa cho học trò từng động tác kỹ thuật cơ bản nhất. Thực tế này nhiều khả năng không thay đổi khi các cầu thủ U23 Việt Nam trở lại câu lạc bộ vào tháng 4. Ngoại trừ Tuấn Tài, câu lạc bộ Viettel hay Quốc Việt, Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ còn lại hầu như chưa được sử dụng ở V-League hoặc đang chơi ở các giải hạng nhất. Huấn luyện viên Troussi khó có thể trông đợi vào nền tảng ở giải quốc nội để chuẩn bị cho SEA Games 32. Nói vậy để thấy, khoảng thời gian toàn đội tập luyện, thi đấu tại Doha Cup 2023 tới đây càng giá trị, bởi đây là cơ hội gần như duy nhất để U23 Việt Nam được làm nóng, cọ sát với những đội trẻ hàng đầu châu lục. Thực tế đã chứng minh, các đội trẻ Việt Nam càng thi đấu với nhiều đội mạnh, dù là giao hữu hay giải chính thức, cầu thủ càng dễ được nâng tầm. Lứa U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích tại giải U23 châu Á 2018 thực chất gồm hai lứa U19 trước đó gộp lại. Thế hệ U19 giai đoạn 2013-2014 của Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh từng chạm trán Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc ở giải U19 châu Á. Lứa U19 tiếp nối sau đó của Quang Hải, Tấn Tài, Tiến Linh, Đức Chinh đụng độ Iraq, UAE, Nhật Bản, Bahrain cũng tại giải U19 châu Á sau đó 2 năm, rồi giành vé đi U20 World Cup để chạm trán Honduras, Pháp. Chính những trận đấu này đã giúp cầu thủ tiến bộ, nâng cao kỹ chiến thuật và trở nên cứng cáp hơn. Tuấn Tài, Văn Chuẩn hay Quang Thịnh là những cầu thủ U23 Việt Nam hiểu rõ nhất giá trị của các trận giao hữu quốc tế ở đẳng cấp cao. Đây là những cái tên trong đội hình U23 Việt Nam từng dự Dubai Cup 2022, chạm trán với U23 Iraq và U23 Croatia. Dù không thắng trận nào, nhưng trải nghiệm với những đội hàng đầu châu Á vô cùng giá trị với các cầu thủ. Nhờ bài học tích lũy tại đây, U23 Việt Nam đã vô địch SEA Games 31 và lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022. Trong đội hình 23 cầu thủ ông Troussi triệu tập cho Doha Cup 2023, một số cầu thủ đã dày dạn trải nghiệm thực chiến ở sân chơi châu Á như Tiến Long, Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Trường, Duy Cương. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ này không chiếm số đông. Đa số học trò của nhà cầm quân người Pháp vẫn thiếu kinh nghiệm cọ sát. Trong bối cảnh không được đá thường xuyên ở câu lạc bộ, những trận giao hữu gặp U23 Iraq hay U23 UAE gần như là cơ hội duy nhất để các cầu thủ vỡ ra nhiều bài học. Với huấn luyện viên Troussi, ông chỉ còn 6 tuần để chuẩn bị cho SEA Games. Nhà cầm quân người Pháp cùng ban huấn luyện sẽ theo dõi, nghiên cứu để đánh giá cầu thủ dựa trên màn trình diễn ở cấp độ câu lạc bộ. Song, như đã nói, rất ít cầu thủ U23 Việt Nam có chỗ đứng tại V-League, còn giải hạng nhất chỉ kịp diễn ra vài vòng đấu trước khi SEA Games 32 khởi tranh. Với tham chiếu có phần hạn chế, những trận đấu tại Doha Cup 2023 là cơ hội hiếm hoi để nhà cầm quân 68 tuổi nhận định đúng đắn về năng lực và khả năng thích nghi của từng học trò. Sau hơn 2 tuần tập luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có thời gian để hiểu triết lý và đòi hỏi của huấn luyện viên Troussi về cách vận hành lối chơi, cũng như phong cách thi đấu phù hợp và ban huấn luyện đề ra. Thực hiện lối chơi ấy thế nào trước những đội mạnh là yêu cầu khó mà huấn luyện viên Troussi đặt ra cho học trò. Dù vậy, không có khó khăn, thử thách, thậm chí thất bại, U23 Việt Nam sẽ không tiến bộ. Huấn luyện viên Troussi rất khắt khe với học trò. Bởi từ trong những đòi hỏi, yêu cầu hà khắc ấy, những cầu thủ thực sự tài năng và bản lĩnh sẽ thành hình để vươn lên chứng tỏ bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.